Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin tới giới thiệu đến anh em một con âm ly ma răng có model là 1150. Ma răng 1150. Đây là một con âm ly mình ship tại Nhật về anh em nhé. Cái số sơ di của con máy này là trùng với cái số sơ di mình đấu giá tại Nhật. Đấu được một con về đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo, zin nguyên bản. Đây là nó có, anh em nhìn tất cả các cái cổng vào của nó này, phone 1 này, phone 2 này, tulo này, aux này, tab 1, tab 2, nó có 6 cổng vào cho anh em, 2 cổng phone, 2 cổng, 1 là tulo và aux và 2 cổng tab, anh em thích chơi ở cổng nào cũng được. Hiệu ứng Citrel, Citrel Reverb, Citrel LR là hiệu ứng của âm thanh ấy, anh em thích nghe cái âm thanh kiểu gì là cả tùy theo cái gu của anh em này, nhưng mà thường thường mình nghe ở Citrel anh em nhé. Và đây là cổng tab monitor suộc direct, có nghĩa là thâu xóa đây anh em ạ. Và con này nó có chỉnh bass này, mid này, treble này cho từng loa một anh em nhé, rất hay. Và đây là ba lăng trái phải, và đây là hai cầu loa, cầu 1, cầu 2. Và đây là cái cổng follow, và đây là power nguồn. Và đây là anh em nhìn thấy là tone âm sắc này, anh em để in thì là tone, và anh em chơi về đây là anh em chơi direct, không chỉnh được bát chép. Ngoài ra nó có cái hiệu ứng của two level và đĩa than. Và con này nó có mạch download này anh em này, download rất hay nha. Và đây là volume. Con này mình tuyển chọn về phải nói là đẹp kính con anh em ạ. Đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn. Một con âm ly ma răng 1150. Con này trong cái dòng ma răng thì nó được anh em chơi mệnh danh là KV của ghép loa. Ngoánh loa nào cũng lên anh em ạ. Đấy, kiểu kiểu như con PL 7800 mắc đôi đấy. Anh em chơi JB này, sạc pin Vega này, Pielo này, vân vân. Ngoài ra nó đánh rất nhiều cặp loa, có chạy 4 con sò Motorola chữ F anh em nhé. Nguồn và tụ của nó rất cao cấp,